Dạ, xin chào cả cô anh chị, mình quay trở lại kênh con ha. Thì đầu tiên là chiều hôm nay là cũng chúc chị mình nhiều sức khỏe luôn. Thì trong chiều nay thì con cũng lên ít cái mã số mai giống nha anh chị. Chiều nay là con lên cũng chủ yếu là hàng siêu bông mình lợi nhị ngọc toàn. Thì giá là từ trăm mấy cho tới khoảng 200 mấy, 300 mấy đủ nha. Tại vì con lên nhiều kích cỡ lắm. Còn mà cái lô hàng đế nôm này nha cô anh chị, thì con đã gần hết rồi luôn ha. Lên chừng khoảng 1-2 clip nữa là cái lô này sẽ hết cây ha. Nè cô anh chị mình xem, thì tùy theo cây đế nó nôm nhiều hay nôm ít thì sẽ giá khác nha cô anh chị. Ví dụ mà cây này nó bự nè, so với mấy cây kia cô anh chị mình có thể thấy ha, thì giá thì con báo sẽ nó cao hơn nhỉnh chừng vài chục ngàn nha cô anh chị, chứ không phải cây nào cũng giống cây nào. Nên cô anh chị mình xem kỹ. Thì hồi sáng đó là con lên là một lô là 208 rồi, thì cái chiều này thì cũng còn cỡ đó là 208, còn mấy cây này thì nó bự hơn, nhích hơn. Đấy, nhưng mà cây này ghép 3 bo thì giá này thì nó cũng khác ha, tí xíu ha. Với chiều nay nữa thì con có lên một số cái hàng mà gốc nhỏ nha con chị, gốc hơi nhỏ hơn. Cái này thì nói chung là chạm khoảng 100 mấy 200 thôi, gốc giường ha, đều là gốc giường hết. Nhưng mà tại vì con ghép là cũng ghép nhiều toàn số bộ mình lợi hết, cũng ghép 2 bo luôn, nhưng mà cái này thì giá nó sẽ rẻ hơn, nó mềm hơn cho anh chị mình dễ chơi được ha. Dạ, thì đầu tiên là con lên mã đầu tiên, tiếp tục là sáng luôn mã số 61. Nói chung là mấy cái hàng này gốc giường nha con chị, chứ không phải gốc nhớt nha. Gốc nhớt thì nó quấn tùm lum hết, còn mấy này thì gốc giường dễ tự nhiên không à. Thì cái này hoành khoảng 5 thôi anh chị, chiều cao cái này thì khoảng 43 ha, 43 bo của anh chị mình xem nè, bo nó cứng cáp gắn da lương hết trơn rồi, ghép một bo thôi. Cây này thì 160 ngàn anh chị, vào ship ha. Đấy, thì tùy cây ha, tùy cây thì giá nó sẽ khác nhé, rẻ mềm rẻ hơn. Và kế tiếp nữa, cây này thì nhị ngọc toàn, anh chị mình thấy đây ghép 2 bo đóng tàn nhắm rất là xung xê nè các anh chị. Đây ha, tàn tròn đều nha, cá gan nha, tại tàn thì nó cũng khá rồi. Cái này thì nói chung là gốc giường hết, nhưng mà có cây đấy đẹp có cây không nha, thì có anh chị mình cứ xem kỹ mình hãy chọn cây. Hoành khoảng 7 thôi đấy, chiều cao cây này thì 27 thôi nha các anh chị, chiều cao 27 thôi. Cái này có 180 ngàn thôi nha, 180 ngàn là bao ship rồi, không có phí gì hết nha các anh chị, cứ chọn cái đúng cây đúng mã thôi. Đây, kế nữa cũng cây nhị ngọc toàn luôn, quay xa của anh chị mình xem nè, tàn nhánh nó cũng xum xê vậy nè. Đấy, lô này thì nói chung là cây nhỏ rồi, còn ép cái chậu xuống á thôi anh chị, ép cái chậu mình cho nó tiện dễ xếp á, rễ mai nè, rễ mai nó dính tùm lum hết trơn, nó bít bầu rồi của anh chị, cây khỏe mạnh nha, xếp đường xa mấy cây này vi phu rồi. Hoành cũng khoảng 7 luôn á, tầm tầm 7 thôi. Chiều cao là 33 rồi, cũng 180 ngàn luôn, bao ship rồi ha. Dạ, kế tiếp nữa cây nhị mai nhị ngọc toàn nha anh chị, cây này đế nó khá hơn nhưng mà bo thì nó ít hơn mấy cây nãy chỉ xíu. Cây này hoành 6 nha, tại nó quấn cộng dây chỉ, đây là con không đo không được, thì đo phỏng phỏng thì tầm 6 đi nè, lá nó bự chảng nè, thấy lá bự vậy chứ nó cũng là nhị ngọc toàn nha anh chị, chứ đừng nói không phải nhị ngọc toàn nha, đã thấy không. Đây, nhưng mà cô anh chị mình biết sao này lá bự không, tại cây này ghép nó già hơn á, già hơn, cắt đợt bo nè, cái dấu này con gì, cái dấu cắt còn nè, cắt rồi nay nó ra lại đợt hai thì lá nó sẽ phè, nó bự hơn. Nên con chị mình thấy để ý mấy cây già mình đi đợt hai thường là nó lá nó bự không à. Rồi, cây này cũng 180 ngàn luôn, cây mai nhị ngọc toàn ha. Dạ, tiếp tục, nãy nhị ngọc toàn đó là 64 nha, qua tới mã số 65 là một cây siêu bông thiết tứ quý. Cây này hàng gốc nhớt nha, gốc nhớt mà cô anh chị mình xem nè, nó bự nè, nó bự bằng ngón tay cái luôn. Cũng đo thử cô anh chị mình xem chiều hoành. Cái lô gốc nhớt này dăm lâu năm rồi nha anh chị, dăm chừng khoảng 3 năm ăn lên rồi đó, nó mới bự được vậy ha. Tại vì gốc nhớt là cô anh chị mình dăm nó rất là lâu lớn nha, lâu lớn hơn cái gốc giường nhiều. Hoành cũng khoảng 7 luôn ha cô anh chị. Đấy, cũng ghép 2 bo siêu bông thiết tứ quý luôn ha. Cái này giống siêu bông của vườn anh Thiết á, này về của anh chị mình có cái chậu mình thay ra, chậu gọn gọn thì nó đẹp hơn. Gốc này thì gốc lớn nha, gốc 3 năm ăn lên. Đấy, nhưng mà cái bộ chột ghép thì mới có mấy tháng thôi. Lá thì mình dễ phân biệt lắm, lá này nó bầu bầu, nó đâu có giống bình lợi đâu. Bình lợi thì lá phơm nó dài, lá này nó gai nữa nè, đó mình dễ phân biệt hơn. Đấy, cũng 180 ngàn luôn, cũng bao ship luôn nha. Đấy, thấy gốc nhớt vậy chứ nó to hơn mấy gốc vườn luôn nha của anh chị, để ý ha. Đấy, qua tiếp tục là hàng bình lợi nha, hàng bình lợi ghép 2 bo. Đấy, hồi sáng thì cũng lên có cô anh chị mình mấy cây đó, thì đây là con cũng lên mấy cây. Nói chung là hàng đẹp thì đế đẹp thì giá nó khác, còn mà hàng nhỏ nhỏ thì đế thì nó sẽ giá khác nha.
cây này hoành 5,5 thôi. Chiều cao thì 30 31 ha, 31 đến 30 đi. Bo thì nó cũng tàn nhánh xum xuê vậy nè các anh chị. Đấy các anh chị mình về mình lấy bo rồi mình dưỡng lại cũng được, tại góc vườn nó dễ dưỡng lắm nha. Rồi mã số 66 200k bao ship ha. Bình lợi nha các anh chị. Con lên liên tục bình lợi luôn á. Dạ, tiếp tục cũng là cây bình lợi nữa nè, cũng góc vườn nè, tàn bo nhiều. Mấy này chủ yếu là để lấy bo thôi, nhưng mà gốc đế thì nó cũng vừa vừa chứ nói chung là đẹp không đẹp mà xấu cũng không xấu ha. Này con cắt là do cắt cao á, chứ cắt ở đây thì nhìn cái cây nó hay hơn ha. Thì cũng bo dài cả sải luôn, 2 tấc mấy 3 tấc nha các anh chị. Rồi cũng đo các anh chị mình xem, cây này thì hoành chừng 5 thôi chứ không có lớn nữa. Rồi đo để đo chiều cao của anh chị mình luôn. Cây này thì tính từ cái bo đi ha, đo thử cái bo của anh chị mình dài 3 dai nha. Bo này dài 3 tấc 3 nha anh chị. Cái cọng bo dài 3 tấc 3 chứ không có tính cái đế nha. Cái đế này thì nó cho các anh chị mình thấy nè, đo kỹ của anh chị mình xem nè. Đó là 10 cm, 11 cm. Còn mà cái bo không là nó dài hết 3 tấc 3 rồi. À, nếu mà tính tổng chiều cao thì nó khoảng ra là 4 tấc hơn. Đấy, cũng 200 luôn. Cũng 200 bao ship của anh chị mình luôn á. Tại vì mấy cây này thì đế nó không có đẹp ha. Đế đẹp thì con bán giá khác, còn mà đế xấu thì con bán giá khác ha. Chứ nó không có giống nhau. Nãy là 67 nha các anh chị. Và tiếp tục mã số 68. Cây này thì đế đẹp nè. Đây cho anh chị mình xem nè, nó xòe nè ha. Đế này nó xòe sẵn luôn á các anh chị, xòe tự nhiên á. Theo kiểu vậy thì nó cũng khá. Mấy cây vậy thì bo thì nó tròn, nó dài, nó đều hai râu luôn. Đây, bo nào bo nấy cũng cả gan, không có bo nào dưới 2 tấc hết nha các anh chị. Cái này là con chỉ đo cái chiều dài của cái bo nha, con không có tính đo cái gốc á. Cái này hoành cũng khoảng 5 năm hơn đó con anh chị, tại vì nó dướng cái sợi dây con hơi khó đo ha, khoảng 5,5 thôi. Đấy cho con anh chị mình xem ha. Đấy cây này thì cũng 200 đi, 200 bao ship của anh chị mình luôn. Thích chơi đế thì cây này đẹp hơn. Thường của anh chị mình mua mai sắp đế cỡ bo lớn thì cũng mấy trăm ngàn, mà cây mình ghép siêu bông mình lợi vô cũng giá này cũng chơi được nha con anh chị. Con có nói ra không có dám nói rẻ nha, tại có chỗ người ta bán rẻ hơn con đó. Cây này thì đế nghiêng nghiêng, cũng giống dáng hình thú, cũng bình lợi luôn. Bo của anh chị mình xem nè, dài thật lọt luôn nha. Thì con bán thì có sao nói vậy thì cô anh chị mình cứ xem tham khảo thôi. Được thì mình chốt, còn không được thì mình tham khảo chỗ khác. Mình chốt chỗ khác cũng được chứ không sao hết nha. Nói chung là mua bán mà, thuận mua vừa bán thôi. Nè, hoành 6. Chiều cao là 37. Là 37 nha cô anh chị, là tính luôn cái đế nha, mới được 37. Rồi cái này 220 bao ship nha. Tại mấy cây thì có đế thế thì nó khá hơn. Mã số 69 ha. Dạ, tiếp tục mã số 70. Đây cô anh chị mình xem mã số 70 ha. Nói chung là con chơi hàng mini gọn nha cô anh chị, đủ giá cô anh chị mình chơi hết chứ không phải là lựa đẹp xấu gì đâu. Đấy, tại có anh chị mình nói là cứ lên hàng xấu hoài, nói chung là vậy, lên vừa túi tiền của anh chị mình chơi. Cũng đo ha. Đo xem thử chứ nó cũng dướng sợi dây của anh chị cũng khó. Hoành nói chung là gần 7 nhưng mà trừ hao còn 6 thôi. Này bình lợi nha cô anh chị, bình lợi ha. Cao là 28 nha, nhưng mà cả cây này thì nó luôn mà tròn gọn xum xê lắm nha. Tại vì mắt lá nó đi nhặt cô anh chị, mắt lá nó đi vừa vừa rồi. Mắt lá nhặt nó không có ấy không. Mỗi nách một bo, mỗi nách một đo, cắt cũng bộn ha. 220 mã số 70 bao ship của anh chị mình luôn ha. Dạ, tiếp tục con qua mã số là 71. Cái này thì hàng gốc vườn để chỉnh ôm cao cũng khá đẹp nha quý anh chị. Nói chung là mấy cái hàng này thì con bán giá nó hơi cao hơn tí xíu nha. Hồi nãy thì 220 thôi, cái này cỡ vậy 287, mã số 71. Cái này hoành to hơn chút, nói chung to hơn chút, đế nó cũng khá hơn nha quý anh chị. Tới đây ha, hoành khoảng được 8 á, 7 mấy chứ không được 8 đâu. Nói chung vậy. Rồi, 35 chiều cao, 280.000 bao ship ha. Thì chiều nay thì chắc còn có một cây này nhỏ nhỏ thôi, mấy cây kia thì nói chung là đế nó to hơn nha không chị, nên giá nó hơi cứng hơn chừng 20-30 ngàn chứ không hơn ha. Và tiếp tục qua mã 72 này thì dạng cũng đế nôm hả không chị, đế nôm cho anh chị mình xem ha. Thì cái lô này con gần hết cây rồi, cô anh chị mình chốt trước thì mình lấy trước nha, chứ lô sau thì đa số là con lên đế hàng cũ á, dạng cũ tròn thường thôi. Cũng đo chiều hoành của anh chị mình nha. Hoành 8 nè, 8 đủ ha. Cây này thì không có dướng dây. Lên của anh chị mình xem ha.
cao là khoảng 32. Cây này cũng 280 bao ship của anh chị mình luôn. Nói chung là nó trên lệch hỏng nhiều thì con để một giá, còn mà nó trên nhiều thì con mới có lên giá thôi. Đây mã số 72, 280 ha. Dạ, tiếp tục mã số 73. 73 thì đế này nó xổm nhiều ha con anh chị, xổm nhiều. Môi đất ra cho đế nó đẹp hơn ha. Thì cũng đo thông số của anh chị mình luôn. Nói chung là cây nào thì con cũng đo hết, đo cho anh chị mình xem cho kỹ cái cây để mình mua cho nó đừng bị lỗi ha. Nói chung là hoành này yếu chín nè, không được chín nha, 8.5 thôi nha con anh chị, 8.5. Đế thì nó sổ dữ hơn. Đo chiều cao ha. Lô này con ghép mấy tháng rồi anh chị, thấy vậy chứ ghép lâu rồi. Cao 33. Chột nè con anh chị, mình thấy mặt thù lù không? Cắt bo thì nó được ok, đẹp ha. Rồi, cái này 300k bao ship của anh chị mình luôn, mã số 73 ha. Dạ, tiếp tục qua mã số 74. Mã số 74 này thì cũng bình lợi luôn, nhưng mà có một cái là này thì đế cũ, nhưng mà cũ nó được, biết con anh chị mình biết sao không? Là nó sổ thêm một lớp ở dưới nữa, nó mới thành là sổ nôm ha. Nó hai lớp đế, coi như thường là mình cũ á, mình ịnh vô đây, mình ịnh xuống sát đế là xong. Cây này thì nó được hơn cái chút xíu, này coi như là hai tầng. Cũng đo hoành của anh chị mình luôn. Nói chung là cô anh chị mình cứ xem kỹ cây nha, con đo thông số hết nha con anh chị, hoành chính nè. Chiều cao cây này là được 32 nè. Đấy, thì cây này cũng 300k bao ship của anh chị mình luôn ha. Cũng là siêu bông bình lợi luôn nha con chị. Con lên liên tục hết bình lợi thì qua tới cái giống khác thì con có báo của anh chị mình sau ha. Dạ, kế tiếp mã số 75. 75 cũng là một cây bình lợi luôn. Cây này con ghép được 3 bo, tàn nhánh thì nó cũng tương đối xum xuê của anh chị, mà nó chưa được cao nha. Chưa được cao. Về của anh chị mình chịu khó mình chăm thêm chừng nửa tháng ha. Cho mấy cái đọt nè, cái đọt này nó dài ra thì nó sẽ tàn nhánh xum xuê, nó đều cây ha. Tại vì cây này con ghép tới 3 bo rồi. Đế thì đế cũng xòe nha con chị, kéo ra thì đế mấy cái rễ này nó sẽ xòe bè ra để cho anh chị mình thấy nha. Cũng đo hoành của anh chị mình luôn. Cây này thì tốn bo hơn, hoành 10. Chiều cao là 24 thôi, tại vì hơi ngắn á. Nhưng mà có cái lô này là con ghép nó già lắm rồi. Đây là cái dấu con cắt bo được rồi nè. Mấy cây này về của anh chị mình yên tâm, cắt bo rồi nhưng mà tại vì con xả lại á, thì cây nó sẽ cứng cáp hơn những cái cây mà mình mới ghép. Mới ghép mình thấy nó nhiều vậy đó, chứ nó không có cứng bằng mấy cây này ha. 75 cũng 300k luôn, bao ship của anh chị mình luôn. Dạ, cây kế tiếp là cây mã số 76. Cây này đế bự nha của anh chị, đế bự cao to tròn nha. Quay xa của anh chị mình luôn ha. Cái bo nó dài, nó cao dữ lắm ha. Cây tàn nhánh thì nó cũng đều, cũng lô là trong cái lô giả của anh chị. Đế của anh chị mình thấy nó đẹp nè, to hơn nữa nha, nó to hơn mấy cây kia luôn. Cũng đo thông số của anh chị mình, chiều hoành đồ cụ thể cho mình coi. Hoành 11, chiều cao là 49, xém 50 của anh chị, xém 5 tấc á. Cây này 380 ha, 380 bao ship của anh chị mình luôn. Đấy, một cây siêu bông mình lợi nha. Nói chung là nó hơn mấy cây kia nhiều thì nó có trên lệch giá nó hơi nhiều nha con chị. Chứ anh chị mình thấy ha, tại không phải cây nào nó cũng giá một nha con chị. Đấy, rồi cây mã số 76, 380.000 bao ship ha, bình lợi nha con chị. Dạ, cái tiếp nữa là con quơ lên mã số 77. Mã số 77 thì cái này thì nhị ngọc toàn ha, từ 77, 78, 79 là nhị ngọc toàn, tàn nhánh bo nhiều. Các anh chị mình thấy đây, đế thì nó cũng được đi các anh chị, đế được thôi nha, chứ con không có dám nói đẹp nha. Đẹp thì có khi mấy cây kia nó đẹp hơn, mấy cây này đế vẫn cũng thường thôi, nhưng mà góc vườn á, này thì các anh chị mình chăm nó khỏe lắm ha. Tới đây hoành 7, chiều cao 33. Rồi, cây này 220.000 bao ship ha, mã số 77. Tiếp 78. 78 đế u tròn. Cây này bo nhiều nha các anh chị, mấy cây này đều bo nhiều hết, con lựa toàn là hàng bo nhiều hết á. Đây anh chị mình thấy ha, hàng nhánh rất là xum xuê, rất đẹp luôn. Rồi, cũng đo thông số của anh chị mình luôn nha. Tại nói chung cây nào thì cây chứ mình cũng phải đo thông số của anh chị mình lại hết. Hoành 8 ha. Đây, đo kỹ á. Cho anh chị mình xem cụ thể. Cao khoảng 32. Cây này 250 bao ship ha. 250k bao ship của anh chị mình luôn tới tận nhà. Đây, một cái mai nhị ngọc toàn.
tiếp mã số 79. 79 thì con ghép được 3 bo. Đây tàn nhánh thì nó sum xê, tàn tròn đều nè các anh chị mình ha, 79 nha. Đế thì đế cũ nha các anh chị, đế cũ cũng bè ha, bè đế cũng khá là nhiều. 79 thì cũng đo thông số của anh chị mình nè. Đấy, hoành chính cao là 38. Cây này thì 300k bao ship của anh chị mình luôn, mã số 79 ha. Dạ, cây kế tiếp cuối cùng mã số 80 nha các anh chị. Cái này là con lên siêu bông Sài Gòn nha. Thì các anh chị mình thấy đây, cây siêu bông Sài Gòn nói chung là đế thì nó cũng khá nha, ghép 3 bo. Cái lô này thì con làm là cây thì cây hàng đế hết nha các anh chị. Cho anh chị mình thấy ha. Thì cũng đo lại thông số của anh chị mình luôn. Cây này thì hoành đo ngay chỗ này nè. Đây, hoành 12 nè, thấy không? Các anh chị mình thấy hoành 12 nè. Đế nó dảnh dảnh ha, dảnh dảnh. Chiều cao là 35 36 gì đó, nói chung là hơn 35. Rồi, cây mã số 80, cây siêu bông Sài Gòn. Thì cây này 350 bao ship của anh chị mình luôn ha. Cũng là mã số cuối cùng trong video buổi chiều ngày hôm nay con đăng nha các anh chị. Còn bên đây là con còn ít hàng nhỏ nha. Ví dụ bên đây là bình lợi nè. Bình lợi nhỏ nè, bên đây là ở trong đây là nhị ngọc toàn nhỏ nè. Cái này 70.000 cây, 5 cây bao ship nha các anh chị. Có thể giống khác nha, giống khác gì mà thì 60.000 cây. Thì các anh chị mình cứ chọn đủ 5 cây bao ship thôi. Mà các anh chị mình lấy kẹp với những cái đơn hàng á, con bao ship rồi á, thì mình cứ lấy thêm vô thôi, không có tính ship gì nữa hết ha. Còn mà cô anh chị mình lấy cái hàng mini á thì là có 2 cây ha, 2 cây cộng cả ship luôn là 40k nha anh chị. 2 cây con gửi hàng ship là 40 ha. Còn mà giống thì đảm bảo cô anh chị mình cứ yên tâm, giống thì con bán từ mấy tháng trước rồi. Cô anh chị mình có thể là lật lại, bấm vào kênh con lật lại cái lịch sử á, thì từ khoảng 7-8 tháng trước là con có bán siêu bông mình lợi vậy. Còn Sài Gòn là con bán cả mấy năm mà chứ không phải là mới đây nha các anh chị. Nên các anh chị mình cứ yên tâm. Còn mà gốc thì giống của con thì hàng đa số là từ F3, F4 hoặc là F5 thôi, chứ không có F1 nha các anh chị, chính xác ha. Tại vì F1 thì mình lúc đó là con mua có mấy cây về gây giống xong rồi con bán lại cho người ta luôn rồi. Ví dụ mà cây gốc tứ quý này nè, là cây siêu bông mình lợi F2 nè. Đây là cây gốc tứ quý đây ha, chừa là vài cây, cũng F2 thì cũng còn nhiều lắm nè. Mấy cây bình lợi F2 của con còn nhiều. Cây này với mà cây gốc tứ quý nè, mấy cây bự bự thì chừa lại để dành lấy bo các anh chị. Đây cây này ha, mướt rượt nè. Chuẩn bị là quất đá lô bo này nè, chuẩn bị ghép ra nữa rồi bán cho anh chị mình ha. Đây. Giờ còn đối với mấy cái hàng nhỏ nhỏ mà hàng chậu của anh chị thì ở đây là có cúc hoa hồng, siêu ngủ, siêu bông Sài Gòn với cúc thọ hương. Thì cái loại này thì con anh chị mình lấy là 250 một cặp nha con anh chị, 250 một cặp là bao ship con anh chị mình luôn tới tận nhà. Thì con anh chị mình cứ xem kỹ thích cái nào thì mình chọn cái nấy nha. Còn mấy cái hàng khác thì con sẽ lên từng mã số mỗi ngày cho anh chị mình luôn. Đây, hàng còn rất là nhiều nha con anh chị. Nhưng mà ví dụ mà cái lô đế nôm á thì nó ít rồi, còn nó còn một số thôi. Còn này là vô lô là đế cũ nha con anh chị. Bo thì vẫn nhiều cho con anh chị mình lấy bo được ha. Đế thì cũng đế cũ, đế chột giường thì nó vẫn ngon nha con anh chị mình. Chăm sóc thì nó vẫn ok thôi, chăm đủ tàn rồi mình vẫn chơi được rất là ngon nha các anh chị. Đó thì video nó cũng hơi dài rồi đó, các anh chị mình xem được cái mã số nào hoặc là những cái loại mã giống nào đó thì mình có thể là liên hệ qua số máy là 0963210936 hoặc nhắn tin đều được ha. Thì cái nữa các anh chị mình lướt ngang kênh á, chứ không một lượt like, một lượt đăng ký kênh phát triển ha. Nhưng mà các anh chị mình có đóng góp ý kiến mình có thể là comment phía bên dưới ha, hoặc nhắn tin trực tiếp cho con luôn. Đấy. Cái nữa của anh chị mình nhớ nhấn vào chuông thông báo để nhận được cái video mới nhất của con ha. Cuối cùng là chúc anh chị mình chiều nhiều sức khỏe, hẹn lại quý anh chị trong video sau. Xin chào.